nay mình đang gắn vào trên người của bạn Mật một cái camera để mình muốn thử xem là không biết là bình thường bạn Mật bạn ấy nhìn mọi thứ thì bạn ấy sẽ cảm thấy như thế nào. Bây giờ cái góc này thì chúng ta sẽ nói chung là chúng ta sẽ thử cảm giác là Mật đấy. Mọi thứ của Mật nhìn thấy thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy và thử xem nó có khác gì so với lại là bình thường mình nhìn không. Ý Mật cảm giác nào, cảm giác nào, cảm giác đấy, nghịch ngợm ra làm sao rồi nhìn thấy như nào. Và đặc biệt là có một điều mà Mai rất muốn biết, mà đã Mai rất muốn biết đấy là mỗi lúc mà Mật nhìn thấy Mai thì là nó sẽ như thế nào đấy, có yêu thương được không không hả. Nhưng mà vấn đề là toàn lông thôi, vấn đề là gần nhìn thấy là ở trong máy quay là toàn thứ lông với lại ấy thôi, bị dày quá. Bây giờ phải làm thế nào, cắt đi thì không được, nhét nó vào đây đấy, toàn lông không à. Chưa nhá, bây giờ nhá, con cứ nghịch đi nhá, bây giờ con đi nghịch con nhà đi đấy, để cho mọi người xem mà cái sức tàn phá của con như thế nào. Có hiền không, có hiền không, có hiền không, chắc nó chắc không đấy. Đấy tư đấy, toàn lông thôi, nó toàn bị xù ra toàn màn hình thôi. Đấy rồi, con đứng lên thế nào, con đứng lên thế nào đấy. Bên lên kìa để chỉnh nhá, để chỉnh cho đấy. Nhưng mà con phải cúi cái đầu xuống nhá, con luôn phải cúi cái đầu xuống thì người ta mới nhìn thấy, chứ con mà cứ ngẩng cái đầu con lên thì con to quá, đâm ra là người ta toàn nhìn thấy đầu con thôi. Được chưa, đấy thử nhá. Rồi nào, thấy không, trời ơi nhưng mà con nhìn thấy con muốn để góc này thì con phải cúi cái đầu con xuống, hiểu không, con phải cúi cái đầu con xuống thì người ta mới nhìn thấy cái gì chứ. Bây giờ mình ngước cái đầu như thế thì người ta nhìn thấy toàn lông cái đầu con không. Đấy, bây giờ làm clip này xong nhá, tí nữa mình sẽ xem lại nhá. Mất bạn này, làm clip này xong tí nữa Mai sẽ xem lại để xem bình thường khi mà bạn nhìn thấy Mai thì nó sẽ như thế nào nhá. Nhưng mà phải cúi cái đầu xuống một tí, cúi xuống. Cúi đúng không? Cúi xuống thì mới nhìn thấy cái góc chứ, bây giờ thì nhìn thấy toàn lông với lại là tai cũng đứng im thế nào. Đứng im để nhìn cái góc thế nào. Đứng im. Ồ, đứng im thế nào. Ăn kẹo không? Chào không? Nghiêm nữa nào, để quay đằng sau nhìn thấy cái góc một tí thôi. Đứng nghiêm. Con này ông ơi, chóng mặt quá. Cho mấy kẹo nhá. Nào, cúi đầu xuống. Đấy, đúng rồi, cúi đầu xuống. Này, xong cái này. Thôi xong, thế này không nhìn thấy một cái gì. Đừng có ngồi như thế, không nhìn thấy một cái gì. Và dạ, đứng lên nào. Không kẹo đấy. Không ăn đấy. Vui không? Con đi lại đi. Thế sao mình cứ phải theo tao thế hả con này? Chả còn đồ gì ăn cả. Đây có phô mai này. Ăn không? Đây. Còn hai cục phô mai.
đây đây, còn hai cục phô mai ăn không đấy nào, đây còn cùng nữa ăn không, này không được cùng ra mất. Đây cục phô mai đây. Miếng dưa hấu ra nhá, tại sao đi ăn vỏ dưa hấu thế? Cứ thích dưa hấu đến mức độ đấy cơ à? Rồi à,
hiểu được một phần nào góc nhìn của mặt toàn lông là lông không. Nhìn lại clip toàn lông là lông không mà ạ. Sợ rồi đấy. Nhưng mà thật sự luôn em phải không nghĩ là lại lùn như thế. Lùn quá. Quá lùn. Nhìn từ trên này lên thì trần nhà mình cao thế. Hóa ra là mình lùn mình ở tận rồi đấy, mình nhìn cái gì mình cũng thấy cao to lắm. Đấy. Úi giời ơi. Đấy, nghe ngồi đi. Nào hôm nào gắn cho cái đấy xong rồi dẫn ra ngoài đi chơi nhá, đi chơi công viên nhá. Để xem nó như thế nào nhá. Còn nhá.